bỉ này được. Dừng lại đi. Tớ thích lắm. Nani. Kiếm đâu con dao quá. Trời ơi, mẹ máy tính mua hơn chắp ở đấy. Cú dã. Đây. Chỉnh lại vị trí tí, chờ tí. Vừa chưa. Ok. Báo trước nha, từ từ báo trước nha. Ăn choco pie chấm tôm ấy. Thở bằng đít ấy. Thật, thở bằng đít, tao thử rồi chúng mày. Thở bằng đít mẹ luôn ấy, thật, nói thật. À, chúng ta cùng reaction clip ơi. Ok. Alo, cam mượt chưa nhỉ? Cam mượt chưa? Ok, cam mượt rồi đấy. Discord lên tới hơn 10.000 thành viên. Và hôm nay tôi sẽ nhờ họ tìm cho tôi những clip hài hước nhất mà họ có thể tìm tới trên mạng. Và nếu tôi cười hơn 10 lần khi xem những clip ấy thì tôi sẽ phải donate 10 triệu tới quỹ từ thiện đầu tiên. Thật ra donate ấy, bọn nói vụ 10 triệu ấy, tôi tìm từng, nhưng mà khi hôm mà tôi cho người ta ấy thì thật ra lúc ấy nó chỉ yêu cầu khoảng 7 triệu thôi. Thế bây giờ còn mình còn thừa 3 triệu nữa làm gì bây giờ? 3 triệu nữa tôi định tính Tết để mình dùng vào tôi làm event Tết, được không? Trên group ấy. Ừ. Nên là, hoặc là 3 triệu nữa tôi dùng dự án sau. 50-50. Mà chắc dự án sau làm bị trĩ, không biết cho kiểu gì bây giờ nên chắc là mình sẽ dùng một event tech nhá. Clip đầu tiên. Đây, các bạn cho các bạn kể, các bạn nghe quả này. Đi mẹ thế, tôi nhớ hiểu ra tôi quay được cái kiểu này. Cô nói đi, đó là con của ai? Anh đang nói gì vậy? Thế biết mà phim drama, tôi rất thích xem mấy phim vậy chứ. Sao lại đến đây? Đứa bé này là con của người đàn ông của tôi. Hả? Tôi đến để đưa nó đi. Cái gì? Cô ta đang nói gì đấy? Thôi mẹ, tất cả đi hết đi. Đờ mờ chào anh, tao hâm mộ anh lâu rồi đấy, anh chào tao đi. Chào bạn nhá, nhưng mà tôi đang reaction, tôi khuyên, tôi mong các bạn đừng donate tài khoản do tầm này nhá bạn nhá. Nani. Đây, chân dung của một người con người hy sinh về nghệ thuật các bạn, mẹ các bạn nhìn không? Tôi tạc thật, tôi tạc nước thật. Tạc nước thật mẹ luôn ấy. Đây, bằng chứng là clip sau. Mà không chỉ tạc một lần, tạc một lần đéo ra cảnh đẹp. Bởi vì khi mà tạc lần một ấy, các bạn bị rung tay. Tôi tạc lần một bị rung tay, nó đéo ra được là hình tạc nước. Lại phải ngồi phơi quần áo lại, xong rồi tạc lại lần hai. Đây là tạc như lần tạc thứ tư hay sao ấy. Tạc 4 lần nước. Sau phim. Đấy, bằng chứng này. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Đây. Đấy, áo vẫn khô. Sau. Ước súng mẹ luôn. Tạc 4 lần nước nó mới ra được cảnh, mà mình tự tin. Ồ, khổ dã bạn. Ôi thề, đông Hà Nội lạnh dã mang rồi. Mùa đông lạnh đéo chịu được rồi, bây giờ phải quay clip trong môi trường nước như này, thế mẹ phải khiếp thật ấy. Hy sinh vì nghệ thuật, mẹ phải ngâm mình trong làn nước lạnh để mà phim quay được cảnh. Phim nào cũng tạc nước vào mặt nhau vậy. Dù con là con của ai, Wester vẫn luôn bảo vệ sự ngây thơ. Mẹ, tôi xứng đáng mẹ mày được, mẹ được tăng lương. Em bé Wester. Chỉ là quảng cáo sữa tắm thôi mà, có nhất thiết phải drama như vậy không? Ấn tượng đấy. Đi mẹ thấy thằng nào, mẹ thấy không, tôi có đeo một cái thằng clip tôi tìm được, đứa nó gửi, cho tôi quả chân kem. Uầy, đứa nào gửi tôi cái này đây? Thề, đứa nào gửi tôi những thứ này nhỉ? Dừng lại đi, bị băng cánh thật đấy. Không, 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 không. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đôi mắt ngọc ngà đấy không thể chứng kiến những sự thô bỉ đấy được. Dừng lại đi. Tớ thích lắm. Thôi đoạn này thôi, đoạn này tôi nhận ý đoạn này mà mình trên livestream ấy, bóng đá nó hơi căng tí, cho nên bây giờ nếu mình cho clip bóng đá lên ấy, dễ là tôi bị bang mẹ livestream ấy. Thôi từ từ để tôi tua đoạn này đi nha, từ để đến đoạn này. Hôm trước vừa có người livestream bị mẹ bang kênh bởi vì mẹ mày vì bóng đá ở đây các bạn, tôi sẽ tôi thua đoạn này nhá. Cuối cùng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi Messi và CR7 ai là người giỏi hơn.
Messi đã ghi bàn bằng chim bao giờ chưa? Chưa, tôi không nghĩ thế. Ok, tôi sẽ tính đấy là một lần cười bởi vì tôi thích anh vậy. Hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người phương pháp tự vệ nguy. Bạn đang hỏi tôi dịch cái bằng kiểu gì đây? Tôi dịch tự dịch không? Tôi đăng lên FPT.ai, nó có cái chương trình chuyển đổi văn bản thành giọng nói, xong tôi chuyển thành cái này. Hiểm nhất thế giới. Chú ý, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm và chỉ nên dùng trong trường hợp nhiều, cũng sợ một bạn bị bạn quên nhỉ. Bước 1, nắm tay lại thành hình nắm đấm, nhớ giữ ngón út ở ngoài nắm tay. Nếu ngón út ở trong thì nó có thể gãy khi xảy ra va chạm. Làm điều này với cả hai tay. Mẹ nó là nó gửi mình ác vãi cứt rồi thật thề. Bước 2, để tay vào khoảng giữa ngực và hông. Khi đã ở tư thế này, chậm rãi đưa tay của bạn từ trái sang phải nhanh dần và bạn sẽ được. Oh my god. Tôi làm video này để giải trí, để cười. Tôi cười. Thế tại sao tôi lại thấy trầm cảm thế nhỉ? Oh my god, tôi cần được nghỉ ngơi. Tin nhắn của Hoàng Linh. Đây là đoạn tôi muốn nói này. Clip này sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Đâu xem vào. Ồ, đáng yêu vậy, tôi vui ác, à. Ác vãi lồ nghệ thuật. Đây là cái xi lanh các bạn, đây là cái xi lanh tôi chuyên dùng ở cho con tèo mama bị ốm nên phải ăn uống sữa bằng xi lanh. Đây là không phải, đây là cảnh tôi vừa cho con tèo ăn xong, tay vẫn còn cầm xi lanh vào toilet rửa, thì bạn nghĩ là cảnh này cầm máy quay ảnh cho chiếu toilet, mẹ đây chính là tôi đây bạn nhé, mẹ giữa mùa đông Hà Nội luôn mẹ luôn, ở ngoài trời là 10 độ C, lạnh đéo chịu được, vào toilet xả nước lạnh mẹ luôn ấy, trời ơi, một con người hy sinh vì nghệ thuật. Đây bảo bạn nghe. Thử thách nha. Đăng lên kênh của bạn cái bài cái video đấy có nhạc này. Đây là bài AAC Đêm Tỏ Tình. Đăng nếu bạn dùng bài này ấy, bản quyền chết mẹ luôn, bản quyền đỏ lòm mẹ luôn. Tôi dùng cái này không bị bản quyền. Tại sao? Hãy hỏi vợ tôi. Cẩn thận này, đây tôi cứ chuẩn bị sẵn, đây là gì không? Đây là trống này. Còn làm cả trống nhưng mà rất tiếc là trống nhưng mà ghép vào lại không có cái âm điệu là buồn là buồn buồn dầu nên tôi không dùng tới. Khoe chứ sao không khoe, mẹ bao lâu mới khoe. Và định bảo làm định dùng cả trống nhưng mà rất tiếc là khi mà ghép vào thì nó lại không hay được nên thôi bọn tôi bỏ đi. Khoe mẹ nhờ là mấy khi nó phải khoe chứ. Đây là cái cốc. Bạn không biết cốc là tại sao là cốc thì bạn biết, nếu trên không biết thì trên livestream của tôi ấy, tôi rất thích một trò chơi nó tên là Cuphead. Đây là một tựa game mà tôi cực kỳ yêu thích bên cạnh Sekiro, phải không? Đây, Cuphead. Tôi đã chơi game này tổng cộng là 16 tiếng đồng hồ. 16 tiếng. Tôi chơi game đỉnh bãi đáy ra nhưng mà hết tôi phá đảo mẹ rồi. Ừ. Đấy. Nên tôi cực kỳ thích game này đấy, các bạn nhìn này, Cuphead này. Đấy, tôi thích cái tạo hình này, tôi dùng nó, phải không? Bây giờ nó cũng thoải mái nhất trong đống game tôi nghĩ ra đó. Đây. Cuphead. Ây à. Vàng vậy. Đúng đầu đất. Đấy. Các bạn để ý kỹ này. Ui mẹ thế các bạn, đây tôi xả nước thật các bạn nhiều bạn tới và bạn con mừng đấy thằng mẹ, tôi dùng nước phách, tôi dùng tiếng âm thanh trên mạng không các bạn, tôi xả nước thật các bạn. Ô, ông nào quay cảnh này tắt tiếng, quay các bạn này, cắt tiếng đi, sau ngồi thêm cái sound effect gì nhỉ? Những nụ cười. Nhờ buổi livestream mới biết nguồn gốc ống xi lanh. Tưởng ông mượn của con bi. Video Minecraft của Tuân. Ai không biết thì xem đi hay lắm. Các bạn chèn cái tiếng rồi gì nhỉ. Những ánh mắt thất thần. Những nụ cười ngờ ngạch.
đây là hình ảnh về một con nghệ nó chết mẹ thử đâu được, không biết hỏi hình ảnh của mình đấy. Trời Minecraft 3FM CD à, mặt cười. Không, tôi bỏ Minecraft lâu, tôi bỏ Minecraft lâu các bạn ạ, mẹ game mới không hợp với tôi không thấy vui chơi game nữa rồi. Clip sau không làm tôi cười, video này sẽ chấm dứt. Chấm dứt. Sẽ không có 10 triệu nào được đem đi làm từ thiện hết. Cay lắm rồi, không chịu nữa rồi. Finnish who wants to be a millionaire asks, what's the capital of Thailand? Trong chương trình ai là triệu phú có câu hỏi là đâu là thủ đô của Thái Lan? A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangdik. Cái sẽ chết mẹ cái bụng rồi. Cái bụng mẹ tôi. Pussy. Từ từ chết mẹ các bạn cái mẹ chết từ dừng. Ê. Cái mắt kính này bung mẹ rồi. Chết mẹ bung mẹ rồi. Ê ơi, ê mày ơi. Đâu được rồi, mẹ bung mà mắt kính các bạn rồi, đâu được. Từ. Cảm thấy bị bung không? Chết mẹ tí tôi phải ngồi tôi sửa lại rồi. Phát. Gọi xong. Đâu được rồi. Ê vào lại mày. Chết mẹ con này off livestream không nhỉ? Rồi đéo được các bạn ơi, tôi phải tắt camera, con này là dụng phát là thôi đi luôn của sự nghiệp ấy, đéo được từ bình tĩnh. Cái dụng phát là đi luôn sự nghiệp ấy, từ chờ tí. Từ chờ tí nhá, từ chờ tôi tí nhá. nó cứ bị bấp bênh ấy, nhìn này nhìn thấy thì không? Bấp bênh này. Đây, tôi sợ nó bị rụng quá. Ừ, từ chờ tí nhá. Nó không có béo lên. Ôi, đéo được các bạn, đéo được. Thế là đoạn sau của clip tôi chưa nhìn đoạn này. À đây, đoạn này đắng rồi, đắng sừng này. Đây, đoạn này. Kể chuyện tí, hồi tôi còn nhỏ ấy, thường có một trò được gọi là thử thách lòng dũng cảm. Nó là nghi lễ trưởng thành của mọi đứa trẻ trong xóm tôi. Đấy là chúng tôi sẽ đi tìm một bãi cức to nhất mà chúng tôi có thể tìm được. Thường là cức trâu và cức bò. Rồi nhét pháo vào. Vậy đây các bạn hiểu ấy, thời đéo có pháo. Thời có pháo ở một tạp hóa bán đầy. Nhưng tôi có linh hồi đéo có tiền. Xin bà có linh là bà cho bọn con tiền mua pháo à? Đéo hay cho đúng không? Bọn tôi có cách tạo pháo, tôi khuyên các bạn không làm theo. Nhiều đứa làm cái trò này, cái nhá, nổ bay bàn tay luôn rồi. Đây, hồi bọn tôi coi trò ấy là mua một hộp diêm về, xong cầm dao cạo cái phần đỏ của hộp của diêm ấy cho một cái ống. Khi nào đầy cái ống đấy ấy là xong một quả pháo. Đừng có làm theo, đừng bao giờ làm theo. Nó gọi cái đấy nó gọi là cách người nghèo làm pháo các bạn. Sau đấy cầm cái pháo đấy nhét vào đống cức trâu hay cức bò vừa tìm được. Giữa bãi cức đấy. Thời đấy pháo vào pháp. Đứa nào dũng cảm ở lại lâu nhất đối mặt với cục cức sẽ là người chiến thắng. Tôi biết là ngu. Tôi biết trò này ngu vãi cức ra. Nhưng mà vui các bạn. Mẹ bởi vì sao? Các bạn đã bảo là gì? Người dũng cảm trên đời là người cứu mẹ mà cứu ai đấy, hay là người cứu chiến đấu với cướp hay không? Các bạn dũng cảm nhất ấy là khi quả pháo đang cháy sắp nổ rồi đấy, đối mặt với cục cức, nhìn thẳng cục cức. Luật của bọn tôi ấy là phải đứng nghiêm, thẳng vai, ưỡn ngực, nhìn thẳng xuống vào cục cức. Đúng mặt cục cức kìa, nhìn thẳng vào cục cức đây, như là tôi nhìn vào camera này. Đấy, cục cức, đấy. Không được chạy. Đứa nào mà chạy ấy sẽ bị chạy. Thì thường luật của bọn tôi đấy ấy, là đứa nào mà chạy ấy sẽ phải gọi đứa kia bằng chị hoặc bằng anh. Đấy. Thường là tôi luôn gọi con Linh bằng chị hồi đấy, bởi vì tôi luôn thua. Con Linh nó là một trong những đứa dũng cảm nhất mà tôi từng gặp luôn ấy. Những ai mà tôi nhờ, mà tôi rủ cho trò này ấy, một là không chơi, hai là đang chơi thì chạy. Còn con Linh ấy, các bạn có biết đến một người phụ nữ nào trên đời hay một người nào dũng cảm đến ước mức mà khi mà quả pháo đang cháy, nhìn thẳng vào cục cức, không chạy, không nhìn hướng khác, không nhắm mắt, không kìa, nhìn thẳng luôn. Kể cả khi quả pháo nổ ấy, con Linh vẫn nhìn thẳng. Cái đi mẹ, tôi thề tôi, đó là một đứa mà gọi là thần kinh thép ấy các bạn.
một trong những người phụ nữ hiếm hoi mà tôi phải nhìn nó bằng một ánh mắt đấy là mẹ mày gọi là gì nhỉ? Sư phụ! Thật luôn ấy. Ồ! Nếu phải tin là mẹ mày nhìn thẳng vào cuộc đời luôn ấy. Vua! Mẹ mày vua mẹ luôn. Mẹ mày thật. Cú đéo chịu được. Nên thật cái đoạn này mẹ mày chính ra cái đoạn này không? Nên thông báo trước cho clip sau là tôi nếu không gì thay đổi tôi đã làm về bệnh trĩ các bạn, cho nên là nếu clip sau mà khi lên sóng ấy tôi sẽ cảnh báo trước là không nên xem vào giờ ăn cơm nhá. Bởi clip sau chắc sẽ hơi bẩn. Em tôi nó kể chi tiết luôn, từng chi tiết một luôn các bạn, cho nên là nếu clip sau mà lên về bệnh trĩ ấy tôi khuyên các bạn là nên để tầm tối hoặc đêm xem. Vì tôi đang đăng clip vào tầm 5:30 là tầm giờ ăn tối. Bạn nào lại mở lên bạn vừa ăn tối thì chắc chết mẹ tôi mất. Nên đấy thông báo trước nhá.